Thưa quý vị, cái chết của cá thể rùa ở Hồ Gươm hay trong dân gian ta vẫn thường gọi là cụ rùa đã thu hút được sự chú ý rất lớn của người dân. Chúng ta đều biết là bởi cụ rùa thì vốn gắn liền với truyền thuyết trong văn hóa dân tộc. Nhưng còn một điểm rất đáng chú ý nữa, bởi vì đây là một cá thể rùa thuộc loài rất là quý hiếm. Vâng, và một thông tin ít ai biết được đó là tại đất nước của chúng ta thì hiện còn tồn tại 5 trong số 7 loài rùa quý trên toàn thế giới. Quý là vậy nhưng mà việc bảo vệ và bảo tồn cho cá thể rùa này đang như thế nào? Có thực sự hiệu quả hay không thì mời quý vị cùng theo dõi. Rùa da, đồi mồi dứa, quản đồng và rùa xanh là 5 loài rùa biển tại Việt Nam đang nằm trong danh sách những loài vật sắp bị tuyệt chủng trên thế giới. Rùa biển có giá trị sinh học quan trọng, đóng vai trò như chỉ số báo hiệu tình trạng của môi trường. Tuy nhiên, hiện nay số lượng các loài rùa biển tại Việt Nam lại đang suy giảm nghiêm trọng, mà nguyên nhân chính là do những tác động từ con người. Từ việc đánh bắt ngẫu nhiên đến các hoạt động đánh bắt mang tính chất hủy diệt, việc xây dựng kè chống xói mòn, các công trình ven biển đang làm mất dần môi trường sinh sản của rùa biển. Hoạt động ở núi Chúa có các tổ dân tình nguyện tham gia vào công tác bảo tồn rùa biển. Trong đó họ theo dõi các cái rùa biển lên đẻ và bảo vệ các ổ trứng của rùa biển cho đến lúc chúng có thể nở được. Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu xây dựng khu bảo tồn biển Côn Đảo. Đây trở thành một công cụ hiệu quả để bảo vệ rùa biển và môi trường sống của chúng. Đến nay, đây là nơi duy nhất ở Việt Nam rùa biển vẫn đến để làm tổ hàng năm. Kết quả rất tích cực, nhưng lượng cá thể rùa được bảo vệ vẫn còn quá ít so với số lượng bị đem đi tiêu thụ vào các mục đích như thức ăn và đồ vật trang trí. Cách đây mấy tháng thì cũng đã có một vụ phát hiện được 10 tấn rùa biển chết ở Nha Trang. Như vậy chúng ta có thể thấy là cái tình trạng buôn bán bất hợp pháp rùa biển vẫn đang diễn ra nhưng ở dưới như không công khai. Thực sự hoạt động bảo tồn cần sự góp sức của mọi người dân mới mang lại hiệu quả bền vững. Dù ở đâu, chỉ cần từ chối việc ăn và sử dụng các sản phẩm từ rùa biển. Như vậy, bạn đã góp phần bảo vệ loài sinh vật quý hiếm này. Khi không có cầu thì ắt không có cung. Và khi tất cả người dân đều chung tay góp sức bảo vệ môi trường, thì tin rằng trong tương lai, hình ảnh những chú rùa con tìm về với biển sẽ không còn chỉ là những thước phim trên màn ảnh, mà đó sẽ là thực tế tại nhiều bờ biển tại Việt Nam. Với quý vị ở khu vực phía Bắc, nếu như quý vị thực sự quan tâm đến chủ đề này thì chúng tôi xin được giới thiệu là tại Vườn Quốc gia Cúc Phương thì từ năm 2010 đã có trung tâm thông tin du khách đầu tiên của khu vực. Trung tâm rộng khoảng hơn 2.000m² và trưng bày các bảng diễn giải, rồi thì bể nuôi rùa nước ngọt, rồi phòng ấp trứng nuôi rùa non rất là đa dạng. Vâng, đấy thực sự là một cái kho thông tin để quý vị có thể đến và tìm hiểu về các loài rùa quý hiếm của Việt Nam cũng như trên thế giới. Và từ đó thì có những hành động thích hợp hơn nữa để bảo tồn loài bò sát quý hiếm này. Vâng, câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Chào buổi sáng hôm nay của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày mới nhiều niềm vui trong học tập và làm việc. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào Chào buổi sáng 5:30 sáng mai trên VTV1.